lắm, cho nên là có gì xong em mà anh em tâm sự nha, chai hạt cái đó. Còn không có bóp đi ra cái Nó hết chút lót rồi. Mcplay thua hết rồi. À mình sẽ giết thằng đó này trước khi kinh kẹt lên. Được. Mình giết thằng đó này trước khi kinh kẹt lên. Được. À! Mày quên làm cái đéo gì thế? Vãi đòi xài cái EF chết được 2-3 con lính á, em phục mẹ luôn. Đau quá. Đi à, bắn ra. Rồi nha, ngu này. Em tin được. Nè, giờ mình phá nó cái này, nó thòn là phá cái là nó thòn. Surprise, motherfucker! Oh yeah, baby. Rồi, sống rồi. Ui! Ông anh quăng cái két về thế. Hết e. Tao che cho, đánh đi. Đánh nó. Đấy, mình biết mà. Cố bé. Né nè. Ra khỏi vòng luôn, chơi tiếp nè. Rất elite nè. Biết nó biến về bóng mà mình siêu hụt. À
mấy chị game nào cũng được vậy, úp mẹ hết nấu rồi. Đập quy lên, đập quy lên, đập quy lên. Thấy không? Di chuyển găng. Thank you.